Cham 212 Sexy, một dòng sản phẩm nước hoa được điều chế tại Pháp với hương thơm sang trọng, cuốn hút và vô cùng gợi cảm. Sản phẩm phù hợp dành cho nam và các bạn nữ cá tính, yêu thích sự nồng nàn và quyến rũ. Mùi hương thơm thể hiện sự mạnh mẽ nam tính thông qua sự kết hợp tinh tế của hương lá bạc hà tươi, vỏ chanh và táo xanh. Hương giữa gây thu hút bởi sự pha trộn của một số thành phần hương hoa phương Đông hấp dẫn như đậu tôn ca, hổ phách, hoa phòng lữ, vani, cùng với một chút thành phần hương đặc trưng của hương gỗ như gỗ tuyết tùng, tạo sự nồng nàn và ấm áp. Trong khi ở lớp hương cuối, hương hoa cỏ lau và rêu sồi làm tăng thêm sự quyến rũ, tinh tế và đam mê cho phái mạnh. Thương hiệu Charm, nồng độ Europarfum, loại nước hoa nam, độ tuổi khuyên dùng 20 đến 45 tuổi, nhóm hương Aromatic Flower, phong cách sang trọng, lịch lãm, nam tính, mạnh mẽ, gợi cảm, thu hút. Bối cảnh sử dụng: dạo phố, gặp gỡ bạn bè, dạ tiệc, hẹn hò, tham gia sự kiện. Độ lưu hương rất lâu, 10 đến 12 giờ trên da, 4 đến 7 ngày trên quần áo. Độ tỏa hương xa, tỏa hương trong vòng bán kính 2 mét. Dung tích 50ml. Cách sử dụng: xịt ở vùng cổ tay, nhượng gót chân, nách, cổ, ngực, sau gáy tai. Champ Perfum, quyến rũ từng giây, thơm lâu tuyệt đỉnh.